thả một tay lưới ấy các bạn. Hiện tại là Cường bây giờ sẽ bắt đầu đi thu lưới buổi sáng nay nhá. Mọi người hãy cùng Cường đi thu lưới xem thành quả thế nào nhá. Ok. Cường không sáng nay Cường có mượn được một chiếc bè các bạn. Mượn được một chiếc bè để đi cho đỡ lạnh. Trời khá là lạnh. Mình bắt đầu cỡ cái dây các bạn. Đây thôi, mình sẽ đi thu cá nè. Đó các bạn ơi, mình được khá là nhiều cá luôn này. Đó. Wow, nó quấn. Nó quấn này khó gỡ lắm ấy. Ui. Mình cứ vơ vơ về xong là tí mình sẽ gỡ sau. Wow. Cái chỗ này nó quấn ghê quá. Đằng này không được con nào rồi. Đằng này do lưới mình bị xoắn các bạn. Cái này tí mình về mình gỡ sau nhá. Cái chỗ này nó bị rối quá. Đó. Thì thoảng mình lại được một con khá là to. Đây này. Nhiều lá quá. Thank you.
Các bạn ơi, có nhìn rõ không? Con này sắp tuột rồi. Úi, nó tuột mất. Nó bị tuột rồi. Mình cứ cắm nó vào đây thôi. Để tìm mình gỡ sau. Chứ bây giờ mình gỡ ra là khó lắm. Không có gì được. Mình được con rô phi khá to các bạn. Đây này. Ôi, không biết là còn được con nào không. Cá bống này. Ui, thích ghê. Thành quả của mình thích ghê. À, được con cá đục. Ui, tấm lưới của mình nó mắc vào khe đá này thôi. Ê chà, khó ra đấy. À đây rồi, nó mắc. Cái này về tí mình gỡ. Mệt đây. Ôi, được cả con ốc biêu vàng các bạn. Nó dính á, mắc vào lưới. Thôi kệ, không sao. Về nhà mình sẽ gỡ. Hết rồi. Ok, của mình cũng phải được độ 20 con cá đấy các bạn. Mình sẽ mang về nhà gỡ nhá. Nay mình sẽ không sinh hoạt ở lều nữa. Vì ngủ hôm qua là mình thấy hơi mệt. Nên hôm nay là mình sẽ đi về nhà để thu hoạch gỡ đám cá này. Chịu, đi thôi, đi thôi. Đi về nào. Mình đang chống bè đi về các bạn. Ở đây có một cây, mình nghĩ là cây lá gối này. Nhưng không biết phải không, để mình lấy cho các bạn nhé. Đây này. Hình như không phải cây lá gối đâu nhưng mà. À đúng rồi này. Đây các bạn. Đúng cây lá gối đấy, các bạn ạ. Mình bẻ lấy một cành về để cho đây. Các bạn ơi, hiện tại là mình trống gần vào đến bờ rồi này. Đấy, có ba chiếc bè liền. À, đâm vào hòn đá rồi. Ok.
Đây các bạn ơi, cường hôm nay cũng được khá khá đấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4. Gần 20 con các bạn. Được gần 20 con. Ok. Mọi người xem nhớ ủng hộ kênh mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye.